Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. VinFast sẽ tham dự triển lãm Los Angeles Auto Show 2020. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Theo nguồn tin từ Auto Daily, thương hiệu ô tô duy nhất của Việt Nam đã chính thức xuất hiện trong danh sách các hãng xe ô tô tham dự triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show diễn ra vào tháng 11 năm 2020. Bên cạnh đó, thông tin về chiếc xe điện đầu tiên của VinFast lộ diện cùng với tuyên bố VinFast hướng tới xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ vào năm 2021 đã thu hút đông đảo truyền thông và độc giả quốc tế thảo luận. Bài góc nhìn của phóng viên Jonan Glon trên trang Autoblog của Mỹ nhận định đây là kế hoạch táo bạo của hãng xe Việt. Dù chỉ mới được thành lập vào năm 2017, nhưng họ đã có những bước đi đáng kể khi đã bán ra 3 mẫu xe ở tại thị trường nội địa. Cơ sở nào để tin vào kế hoạch này? Họ có sự giúp sức của những tên tuổi lớn, đó là LG Chem, Pininfarina. Họ sẽ cùng nhau phối hợp để VinFast có chỗ đứng tại Mỹ, Ronan Glon nhấn mạnh. Trên chuyên trang tin tức về xe điện Inside Ever Mỹ, nhà báo Gretel Henrier cho rằng rõ ràng VinFast đã có một kế hoạch lộ trình nghiêm túc vươn ra các thị trường nước ngoài, là kế hoạch hoàn toàn phải làm với mọi hãng xe. Nếu VinFast muốn thành công và thiết lập tên tuổi thì họ phải chọn theo con đường của những hãng xe Hàn Quốc như Kia và Hyundai từng làm, chinh phục những thị trường Mỹ đầu tiên và tham vọng cần làm. Kế hoạch của VinFast cũng thu hút đông đảo độc giả Mỹ thảo luận. Dưới bài viết của Autoblog, độc giả Mitches bình luận: "Có nhớ Hyundai không, người ta cười nhạo khi họ cởi đầu, nhưng họ đã có những sự thành công. VinFast có một tập đoàn lớn mạnh Vingroup đứng sau và kế hoạch tài chính chắc chắn. Tôi chờ đợi và theo dõi kế hoạch này được thực hiện." Trang Inside Aero cũng đưa ra các dự đoán mẫu xe điện vừa lộ diện của VinFast sẽ là đối thủ tiềm năng với mẫu Kona Electric của Hyundai. Chắc chắn mẫu xe của VinFast cũng có những phiên bản chạy xăng. Còn trang Automotive cho rằng xe điện của VinFast sẽ định vị Tesla là đối thủ. Theo kế hoạch, mẫu xe điện VinFast sẽ ra mắt tại triển lãm Los Angeles Auto Show vào năm 2020. Triển lãm này bắt đầu diễn ra từ năm 1907 và là điểm đến quen thuộc để giới thiệu các sản phẩm mới của hãng BMW, Mercedes, Tesla hay Lexus. Trên tài khoản Twitter của Los Angeles Motor Show, bà Lisa Katz, giám đốc điều hành của triển lãm này, cũng đã đăng tải lời chào mừng VinFast tới triển lãm ô tô danh tiếng bậc nhất này. Kế hoạch của VinFast cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo của truyền thông và cộng đồng yêu xe ở khu vực Đông Nam Á. Tờ báo có số lượng độc giả lớn nhất Malaysia, The Star và The Sports Today của Thái Lan đều khá bất ngờ khi dẫn nguồn tin xe điện VinFast có thể đi được 500 km một tần sạc. Độc giả Ben Kha bình luận trên Twitter The Sports Today: "Việt Nam là một quốc gia nhiều hoài bão, điều này thể hiện qua VinFast. Tôi từng sang du lịch Việt Nam và thấy xe VinFast chạy trên đường, nó thật đẹp. Tôi cũng muốn nó được bán ở Thái Lan." Còn độc giả Brian San bình luận trên Twitter tờ The Star: "Trước kia cũng nhìn thấy cựu thủ tướng Matthew Momas lái thử xe VinFast rất ngầu, và nay VinFast cũng công bố kế hoạch mới, và tôi cũng thấy VinFast có những bước tiến và tiếp tục phát triển hơn nữa." Thu hút lượng đông đảo độc giả tương tác về bài báo VinFast trên tờ Tempocor của Indonesia, dù chỉ là đơn thuần những thông tin được dịch lại từ Reuters, nhưng báo đã nhận được hơn 1.000 lượt chia sẻ. Độc giả Rafis Farus cho rằng: "Tôi sẽ ủng hộ VinFast nếu nó được bán ở các quốc gia Đông Nam Á. Tại sao lại không mua chứ?" Tuần trước, chiếc ô tô chạy thử của VinFast đã bắt gặp trên đường phố tại Hà Nội. Theo một số thông tin mà Reuters có được, mẫu xe này có tầm hoạt động khoảng 500 km sau một lần sạc. Trung bình, chiếc xe có thể đi 10 ngày liên tục nếu người lái sử dụng 1 tiếng một ngày, quãng đường 50 km. VinFast sẽ thử nghiệm mẫu ô tô crossover điện do Pininfarina thiết kế và công nghệ pin do LG Chem đảm nhiệm vào tháng 1 năm 2021 và sản xuất hàng loạt xe này vào tháng 7 năm 2021. Chiếc xe crossover điện mới vẫn chưa có tên gọi chính thức. VinFast được thành lập vào năm 2017, hãng xe này đã tiêu thụ được 5.124 xe ô tô trong quý 1 năm 2020. Doanh số của VinFast hiện đứng thứ 5 tại thị trường ô tô Việt Nam. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích,
thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.